Xin chào các bạn. Trong video trước thì chúng ta đã tiến hành là tạo cơ sở dữ liệu cho trang WordPress của mình và tạo username cho cơ sở dữ liệu đó và đã tiến hành kết nối thành công giữa username và cơ sở dữ liệu. Sau bước đó thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành cài đặt. Thì bây giờ để tiến hành cài đặt chúng ta làm như thế nào? Chúng ta có hai cách, như thông thường chúng ta sẽ cài đặt trực tiếp trên trang này luôn, đúng không ạ? Chúng ta đánh backlink blitz.net đúng như cái domain mà chúng ta vừa mới cài đặt, đúng không ạ? Chúng ta đánh enter nhập vào. Tôi bị hình như có gì sai sót. Backlink blitz tôi đánh nhầm địa chỉ. Đây, chúng ta nhập cái địa chỉ backlinklist.net. Nó báo error đây, các bạn không lo nhé. Đây là bắt đầu cái quy trình cài đặt online cho chúng ta. Ta nhấn Create Configuration File. Ở đây chúng ta sẽ phải cần 5 cái yếu tố phải hoàn thành. Một, database chúng ta lúc nãy vừa tạo. Database username chúng ta cũng vừa tạo và kết nối với nhau. Database password chúng ta cũng đã tạo rồi, đúng không ạ? Chính là cái password mà khi chúng ta tạo username đấy. Đấy, và database host thì thông thường sẽ là local host mặc định. Và table prefix thì thông thường chúng ta để nguyên. Thì ngoài cái việc mà cài đặt trực tuyến như thế này, các bạn cũng có thể truy cập vào cái trang cái cơ sở dữ liệu để cập nhật cái file WordPress config sample.php và điền tất cả cái thông số này vào, sau đó là lưu cái file ra dạng này. Nhưng cái đó nó sẽ phức tạp cho các bạn mới bắt đầu. Do vậy mà các bạn cứ làm theo cái cách của tôi, đánh trực tiếp cái địa chỉ domain lên trên trình duyệt. Nhấn OK và đến cái này, tiếp tục nhấn Let's go. Lúc này chúng ta sẽ nhập tên cơ sở dữ liệu. Lúc nãy chúng ta tạo tên cơ sở dữ liệu là cái gì ạ? Đây, cái cột database đây. Chúng ta thấy là TV tỉnh backlink blitz copy paste vào đây. Username là gì? Tương ứng với nó là username bên này. Dán vào đây. Password lúc nãy tôi lấy là các bạn nhớ là Trần Văn Tỉnh, đúng không ạ? Tất cả các host hiện nay chủ yếu là dùng là localhost, các bạn giữ nguyên cái này. Đó. Còn tất nhiên có một số cái dịch vụ hosting, ví dụ như là GoDaddy, nếu các bạn dùng hosting của GoDaddy thì nó sẽ không phải là localhost, nó sẽ là một cái đường link dài, thì lúc đó các bạn sẽ được cung cấp. Đấy, còn bình thường là những cái hostgator, stablehost đều là localhost cả. Các bạn đặt vào đây. Cái này thì các bạn nên để nguyên, không nên thay đổi vì về sau nó sẽ phức tạp cho các bạn về sau này. Các bạn cũng khó có thể theo dõi được, nên là mặc định của nó vẫn là WordPress gạch dưới. Xong các bạn ấn Submit. Như vậy thì chúng ta đã gần hoàn thành, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta nhấn nút Run the install. Công đoạn chỉ còn một bước nữa, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ nhập site title vào đây. Admin, chúng ta vẫn lấy luôn cái tên kia, backlink blitz password. Các bạn phải nhập hai lần phải khớp nhau để nó hiện lên là màu xanh là được. Email ta có thể dùng cái này. Ở đây các bạn có thể là nếu như site chưa hoàn thành, các bạn có thể là không cho phép công cụ tìm kiếm index về sau này. Khi mà đăng nhập vào, các bạn vào cái phần privacy thì các bạn có thể là điều chỉnh sau. Sau đó các bạn nhấn install WordPress. Như vậy là đã xong, đúng không ạ? Chúng ta đăng nhập vào. Login. Ok. Như vậy là chúng ta đã đăng nhập vào xong được WordPress. Như vậy là cái công đoạn mà cài đặt thủ công đối với WordPress và cài đặt tự động là các bạn đã làm xong.
Và như vậy bây giờ các bạn đã có một trang WordPress, và các bước tiếp theo trong các video tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái việc mà thay đổi giao diện, cài đặt thêm plugin như thế nào, rồi các bước sau đó. Tuy nhiên trong cái video này tôi cũng sẽ hướng dẫn luôn các bạn những cái cơ bản nhất các bạn sẽ phải làm. Ví dụ như bây giờ sau khi cài đặt xong, các bạn sẽ phải làm cái phần là phải vào setting. Trong phần setting này nó có nhiều cái mục General Writing, Reading, Discussion, Media, Privacy và Permalink giống như trong WordPress.com. Tuy nhiên nó có một số phần không có. Ví dụ bây giờ các bạn nhấn vào setting và General. Lúc này các bạn sẽ phải đánh dòng tagline ở đây. Backlink auto generation software chẳng hạn. Đấy, cái dòng tagline trên tiêu đề vẫn là backlink blitz. Đấy, ở dưới này thì các bạn có thể đặt như thế này. Bạn có thể thêm ba cái này phía trước, hoặc thêm ba cái này phía trước thì tùy nhá, các bạn để nguyên. Nhưng nếu các bạn thêm ba cái này phía trước thì sau khi các bạn ấn nút save change nó sẽ tự động log out ra và các bạn phải log in lại để nó có thể là tích hợp ngay cái địa chỉ đó vào. Nếu các bạn là trang mà cho đăng ký thành viên, các bạn nhấn vào nút anyone can register. Đấy, thành viên ở đây thì có nhiều các cái vai trò, ví dụ nó là admin, author, editor hoặc là subscriber. Ở đây thì các bạn có thể chọn, lúc nãy chúng ta có thể chọn Hồ Chí Minh đúng không ạ? Đấy, cái định dạng ngày tháng như thế nào các bạn, sau khi bạn xong các bạn nhấn save. Xong phần đó đến phần writing. Ở dưới là cái phần mà nó về sau này các bạn khi mà cái viện viết bài đấy thì các bạn sẽ phải phải làm. Thứ nhất là chúng ta hãy cho phép WordPress nó hiệu chỉnh những cái mã code mà chúng ta làm sai. Nguyên tắc ở đây các bạn nên đặt khoảng 25 dòng cho nó dễ nhìn. Đấy, về sau nó đỡ bị bó hẹp. Đấy. Default category ở đây thì các bạn hiện tại chưa có category nào mà nó có mỗi cái folder là uncategorized thôi. Post ở đây thì các bạn có thể là đặt ở dạng là standard, hoặc assign, link, gallery, status, quote, image, tùy. Các bạn có thể đặt, hoặc về sau này khi mà các bạn đặt ở từng bài viết thì các bạn có thể lựa chọn được. Đấy. Phần là post và email ở đây thì cái này là các bạn sẽ phải set up địa chỉ email của mình để có thể là đăng bài lên được. Nhưng tuy nhiên là tôi khuyên các bạn không nên đăng bài qua email, bởi vì là cái phần formatting của nó sẽ rất là phức tạp, và khi mà các bạn đăng lên các bạn sẽ không kiểm soát được phần formatting. Ở đây thì cái phần mà để ping này về sau này để thông báo cho các cái mạng biết là chúng ta vừa mới update, chúng ta ấn enable ở đây, các bạn ấn save changes. Đó thì sau khi mà xong cái phần writing, chúng ta đến phần reading. Reading ở đây thì thông thường chúng ta sẽ là phần chọn mặc định là do latest post, trừ khi mà các bạn muốn làm cái trang của mình thành cái trang sales page ban đầu. Ví dụ như trang của tôi đây chẳng hạn, amcoaching.net, nó hiển thị là một trang sales page ban đầu chứ không phải là một trang bài viết. Đấy, thì ở đây tôi sẽ phải chọn là gì? Tôi sẽ chọn một trang static page ở đây. Tôi chọn cái trang này, sample page. Thì khi mà tôi mở ra nó sẽ là trang này luôn. Chứ còn ban đầu của trang này nó là trang như thế này ạ. AMC cơ. Đấy. Nhưng mà khi tôi đặt thì cái trang này nó tự động nó trở về trang này. Đó. Hoặc là giả dụ nếu như các bạn đặt ở đây chẳng hạn. Bạn ấn lưu lại, save. Các bạn ra trang chủ thì trên trang chủ lúc này nó sẽ hiển thị chính là cái trang sample page đây. Đấy, để về sau này các bạn muốn làm các cái trang mà sales page hoặc landing page thì chúng ta có thể áp dụng cái tính năng đó để chúng ta có thể sử dụng. Còn bình thường nếu như là blog thì chúng ta nên để do latest này. Các bạn muốn hiện bao nhiêu trang trên trang chủ thì điền vào đây.
phải bao nhiêu trang trên các cái công cụ đọc tin như là feed hoặc là RSS chẳng hạn. Đây cho các bạn đặt đây. Sau đó chúng ta chuyển đến phần discussion, tức là liên quan đến cái phần mà góp ý comment đấy. Đấy, chúng ta có cho phép những cái blog khác khi link nó sẽ hiện về trên cái công cụ quản lý lý của chúng ta hay không. Ví dụ như ai đó người ta đặt link một bài viết của chúng ta thì nó sẽ thông báo về đây. Chúng ta nên cho phép. Nếu như các bạn bắt các thành viên phải đăng ký và đăng nhập mới được comment thì các bạn tích vào nút này thì buộc lòng họ sẽ phải đăng ký tài khoản mới có được phép comment. Và nếu như các bạn muốn là phần comment chỉ hiển thị trong vòng 14 ngày hoặc là bao nhiêu ngày thì các bạn tự thay đổi vào đây. Ví dụ trong vòng 30 ngày thì sau 30 ngày cái phần comment nó sẽ tự đóng lại, tức là bài viết không nhận comment nữa. Đấy, hoặc là cái phần enable threaded nested comment, tức là cái comment theo bậc thang đấy. Thì cái này các bạn đã quá quen rồi đúng không ạ? Thì ai có thể trực tiếp trả lời cho nhau. Đấy, hoặc là tách comment ra thành nhiều trang khi mà vượt quá 50 comment. Đấy, thì ở đây các bạn cũng có thể cài đặt hoặc là email cho bạn bất cứ khi nào mà có ai đăng comment này. Đấy, hoặc là comment luôn luôn phải được phê duyệt. Đấy, hoặc là administrator luôn phải phê duyệt comment thì ở đây. Hoặc là chúng ta có thể bỏ cái này, chúng ta để cái nút này không, thì ví dụ như là một ai đó người ta comment trên blog của bạn và cái comment đầu tiên của họ đã được phê duyệt thì các comment sau sẽ không phải chờ bạn phê duyệt nữa. Và ở đây chẳng hạn chúng ta đặt là trong trường hợp mà một ai đó đăng comment mà có link ở trong comment, có backlink trong comment thì chúng ta luôn luôn phải đặt là phê duyệt. Thì tôi khuyến nghị các bạn là nên đặt một link cũng đã phải đợi phê duyệt để tránh trường hợp spam link. Đấy, ở đây thì các bạn có thể chọn ví dụ như này. Nếu như ai mà người ta chưa đăng ký tài khoản Gravata thì hiện lên như thế này. Sau đó thì các bạn nhấn vào nút Save Changes. Đến cái phần Media thì cũng giống như WordPress.com, các bạn có thể điều chỉnh. Ví dụ như là các bạn muốn là chiều ngang, chiều dọc tối đa của một cái hình ảnh upload lên là 1024 chẳng hạn, tối thiểu là 150 chẳng hạn. Đấy, thì các bạn có thể tùy, các bạn có thể hiệu chỉnh ở đây tùy các bạn. Đấy, còn cái này thì các bạn không nên, nó là store của nó là mặc định là WordPress content gạch chéo upload đi rồi. Đấy, thì cái phần này mình khuyên các bạn nếu như các bạn không muốn phức tạp thì để nguyên thì không vấn đề gì. Phần privacy như lúc nãy chúng ta cài đặt đấy, thì tôi hiện nay đang không cho công cụ tìm kiếm truy xuất blog của mình. Thì bây giờ nếu các bạn đã hoàn thành việc hiệu chỉnh thì các bạn có thể nhấn vào nút allow, thì lúc này công cụ tìm kiếm nó mới có thể tiếp cận với cái nội dung trang của bạn. Các bạn ấn Save Changes. Phần tiếp theo, phần Merlink, Permalink. Cái phần này là cũng tương đối quan trọng. Hiện nay thì các bạn thấy được rằng là nhiều bạn cứ nói là tại sao lại không đặt được Permalink theo ý muốn. Mặc định của Permalink của WordPress là như thế này: hỏi chấm P bằng 123 theo số, rất là khó và không thân thiện với công cụ tìm kiếm. Có rất nhiều cách để chúng ta có thể làm cho cái link nó công thành công cụ tìm kiếm nó thân thiện hơn. Chúng ta chọn cái này, post name. Đó. Bởi vì nếu như các bạn muốn thêm là tên của nó là cộng với chữ .html ở phía sau hoặc html ở phía sau thì các bạn xóa cái gạch chéo, các bạn chấm html hoặc html tùy. Các bạn lưu vào thì link lúc này của bạn trên trang chủ đây, chúng ta vào xem trên trang chủ. Thì lúc này link hello link này, các bạn sẽ thấy đây nó sẽ là hello link.html. đấy, nó thay vì là p bao nhiêu đó thì link này là link được đánh giá là thân thiện với công cụ tìm kiếm. Đấy, thì do vậy các bạn trong cái phần permalink này, đấy, các bạn nên để là post name, và nếu các bạn không muốn có .html thì các bạn xóa đi, các bạn để như ban đầu, các bạn gạch chéo này. Đấy, thì tùy, đó là quyền quyết định của các bạn để sử dụng cái đó ra làm sao. Hoặc các bạn có thể chọn theo ngày tháng ở đây thì cũng đấy là quyền quyết định của các bạn. Thì đấy là phần setting. Đấy, còn các cái phần khác, ví dụ như là về phần post này, phần media này, đấy, phần link này, phần page này, phần comment này, thì nó tương tự như là trong cái WordPress.com. Đó, các bạn có thể là tự làm và
và triển khai trên cái WordPress chạy trên nền hosting riêng và domain riêng của các bạn. Trong cái bài sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn kỹ hơn, ít nhất là trong cái bài đầu tiên này là các bạn đã có thể là cài đặt xong và làm setting cũng như là làm cái phần cài đặt cơ bản cho cái trang WordPress của các bạn một cách thành công.